Các bạn hãy nhấn đăng ký để theo dõi các video trên kênh của mình nhé. Tiếp theo trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta dựng hoàn thiện cái phần thân cho cái mô hình kết cấu. Thì sau khi chúng ta dựng xong cái phần dầm sàn của tầng 2, chúng ta sẽ đi sao chép cái dầm sàn tầng 2 lên tầng tum, chúng ta sửa lại. Thì các bạn xoay cái mô hình bằng cách giữ phím shift và nhấn nút giữa này. Đó, chúng ta xoay cái mô hình ra như này. Đấy, sau đấy quét chuột từ trái sang phải. Các bạn nhớ là chỉ quét để chọn dầm sàn đấy nhá. Nếu các bạn quét từ phải sang trái thì nó sẽ chọn tất cả những cái đối tượng mà nằm trong cái hình chữ nhật đấy. Bây giờ chúng ta chỉ quét từ trái sang phải để chọn cái cột dầm sàn thôi. Sau đấy chúng ta chọn copy này. Chọn vào paste và paste align to selected level. Và mình paste nó lên mặt bằng thằng tum này. Ok. Đấy thì nó paste đến như này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển về mặt bằng thằng tum. Dạ. Đấy thì trong mặt bằng thằng tum thì nó sẽ không có các cái đối tượng ở xung quanh này. Chúng ta xóa bớt đi. Dùng lệnh DE này, xóa đi. Xóa các đối tượng này trước đi đã. Cái này cũng không có. Chúng ta xóa luôn cái sàn này, tí nữa chúng ta sửa sau. Dầm này cũng không có. Đó. Toàn bộ cái góc này của chúng ta xem lại cái mặt bằng. Thì toàn bộ cái góc này là không có. Chúng ta xóa hết đi. Đây. Này, toàn bộ góc này xóa này. Cái dầm thì tí nữa chúng ta sẽ chỉnh lại sau. Cái trục 4 phẩy ở đây là cũng không có, chỉ đến trục 4 thôi. Ta xóa luôn cái dầm này đi. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái dầm bo xung quanh này. Đúng không ạ? Mình xóa nốt ở đây. Vẽ các cái dầm bo xung quanh. Thì cái dầm bo xung quanh này có tiết diện là 110 x 35. Đó, chúng ta cứ vẽ trước đã, xong chúng ta sẽ chỉnh sau. Và structure này, beam này, dầm 110 x 35, chúng ta cứ vẽ nó bo xung quanh này đã. À, cứ vẽ ở vị trí bất kỳ nha. Rồi, được chưa? Sau đây chúng ta dùng lệnh trim nối nó lại. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chỉnh sửa kích thước. Thì trước khi chỉnh chúng ta sẽ dùng lệnh DI dim kích thước từ trục đến mép các dầm này. Một thằng này. Hai thằng này. Ba thằng này. À, ở góc này thì nó lượn vào bên trong. Chúng ta vẽ lại một cái dầm một tí. Chúng ta vẽ đây, nó lượn vào bên trong này. Đấy, nó lượn như này. Đấy, dùng trim modify này. Dùng lệnh trim đấu nó lại như này. Đó, end dimension. Đấy, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đo lại này, DI này. Đấy, đo lại cái đường mép đến đây. Ok này. Này đo từ trục đến mép này. Ok này. Này đo từ trục đến mép này. Ok này. Đấy, đo từ trục này đến mép này. Ok, bây giờ ta sẽ đi chỉnh nhé. Cái phương này, thằng này là 740 này. 740. 740 này. Này cũng là 740. Tất cả các cạnh này đều là 740. Riêng cái cạnh này thì là 540. Chúng ta sửa lại như sau. Chọn từng cái dầm này, sửa thằng này 740 này. Enter này. Đến cái thằng này là 740 này. Đấy, à thằng dầm ngoài này là 540. 540 này. Ok. Tương tự, thằng này cũng là 740 này. Đấy, dầm này 740 này. Ok, đấy, xong chúng ta xóa cái dầm này đi. Xóa các pin này đi. Rồi, ok. Chúng ta xem tiếp mô hình. Các cái dầm của chúng ta ở bên trong thì đua ra đến mép dầm này. Đấy, tất cả các dầm đều đua. Ở đây có hai cái dầm nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cắt đi. Rồi, chúng ta sẽ chọn trim này. Đấy, sau đó các bạn chọn cái dầm này. Đấy, nó sẽ cắt ngắn đi. Chim này, chọn cái dầm này, nó sẽ cắt ngắn đi tại cái dầm này.
Đấy, chọn dầm định chìm này, chọn cái dầm này, cắt ngắn đi, ok, chìm này, cắt ngắn đi này. Cái dầm này chọn ở trong, ok, chọn mép này, chọn vào cái góc giữ lại này, ok, thằng này chúng ta sẽ cho nó ra đây. Rồi, chọn mép này, chọn cái dầm này. Dạ, các bạn nó chọn chim hoặc là extension ra. Đấy. Ok dạ. Tiếp tục. Ok, bên này nữa. Đấy, như vậy chúng ta kéo xong. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ vẽ cái dầm một khu vực này. Rồi, ở đây chúng ta có hai cái dầm là như thế này. Đấy, cái dầm mà nó trong cái dầm thì trùng với nó trong của dầm ngoài này. Đấy, thì chúng ta sẽ vẽ vào khu vực này. Đầu tiên mình sẽ tạo ra cho nó hai cái vết đen đã, một cái vết đen ở đây rồi cái kết này, một cái vết đen ở đây, ok. Sau đấy chúng ta vào structure vẽ dầm này, chọn về dầm 2235, ok. À, chúng ta sẽ vẽ thì bình thường cái này là tim dầm. Mình muốn được cái mặt trong của dầm nó trùng vào cái mặt trong này, thì ở trong cái phần y offset value này mình sẽ nhập là -110. Đấy, xong rồi chúng ta bắt đầu vẽ này. Ok, đấy các bạn thấy được chưa? Rồi, ok, chúng ta bỏ cái trên này đi. Tiếp tục chúng ta sẽ vẽ theo phương này. Ta cũng muốn nó dịch ra một cái đoạn tương tự như vậy. Chúng ta vẽ vào đây. Rồi, nó đang dịch ngược, còn tương Z đấy nha. Ta nhập cái thằng này về thành 110. Đấy, vẽ như này. Ok. Đấy, thì khi vẽ xong thì các bạn thấy được thằng này nó có một cái là thừa cái đầu này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cắt cái đầu này đi. Thì để cắt thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ là masking. Đây, thì mình vào masking này. Vào in place mask. Đấy, nó sẽ hỏi đặt tên là gì? Đặt là mask 1, ok. Sau chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật để cắt thằng này. Hình chữ nhật này. Đấy. Sau đó thì chúng ta kích vào Create Form. Solid Form này. Ok, bây giờ chúng ta quay sang 3D chúng ta xem nha. Rồi. Xoay đến cái vị trí của chúng ta đang vẽ này. Đấy, nó tạo cho chúng ta một cái khối như này. Đấy. Để các bạn kích chuột vào cái khối này thì chúng ta thấy nó đang có cái khối này. Kích vào Finish Mask. Ok, đấy cái khối này. Đấy, ta sẽ cầm chuột vào cái góc và kéo nó xuống để nó chùm hết cái góc thừa này của chúng ta. Bây giờ chúng ta dùng tiếp cái công cụ Cut Geometry. Các bạn vào Modify này. Cắt này. Chọn vào ăn cắt cắt Geometry ở bên trên này. Đấy, sau đó chọn đối tượng muốn cắt này. Đối tượng muốn cắt là cái đầu thừa của cái dầm. Được chưa? Cái thằng này. Chọn này. Sau đó chọn vào cái khối mask này. Đấy. Các bạn thấy nó cắt thì chúng ta chưa ạ? Nó cắt như thế này. Chúng ta ẩn cái mask này đi. Masking này. Chọn nó đang là sâu thì kích vào đây. Đấy, nó sẽ ẩn đi. Chọn vào các bạn bình thường là sâu nhé, các bạn chọn là sâu mask by view setting. Đấy thì nó sẽ ẩn đi. Ok chưa? Đấy là chúng ta được cái đầu thừa. Ok. Quay về mặt bằng. Rồi chúng ta vẽ tiếp cái sàn, các cái sàn còn lại ở trong các khu vực này. Thì ta xem lại mặt bằng kết cấu thì các bạn thấy là cái sàn toàn bộ khu vực trong này là sàn không âm này. Còn khu vực ngoài này là sàn âm hết. À, và chúng ta còn cái dầm bên ngoài bo này nữa. Cách cái dầm trong này một đoạn là 260. Chúng ta vẽ cái dầm bo ngoài trước nha. Mình sẽ dùng công cụ Offset. Offset này. Vẫn một đoạn là 260 này. Offset nó ra. Một đầu này. Hai này. Ba này. 4 này, 5 này, 6 này. Đấy. Rồi có một số đầu này nó không nối thì ta dùng pin cho nối lại. Đấy, hai đầu này nó không nối với nhau. Đây rồi, à, này nó không nối. Mình sửa lại này một tí.
Ok, sau đó dùng lạnh này. Đó là lắc. Ok. Rồi chúng ta kéo nó ra một tí, xong rồi chúng ta dùng lệnh chim pin nó lại. Rồi hai thằng này nó vẫn đang chưa ra được với nhau, kéo thừa ra một chút nữa pin lại. Ok đấy, lần này chúng ta không muốn nó lao vào đây, chỉ đến đây thôi, dùng lệnh trim. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta vẽ sàn. Đầu tiên thì mình sẽ sửa cái sàn này. Đấy, cái sàn cũ này chúng ta sửa lại, chọn vào cái sàn xong chọn Edit Gallery. Đấy, bây giờ sửa cho nó bao góc này, dùng lệnh Align này, kích vào đây thì cái thằng này ra. Đấy, nó bảo là có đen hai cái đối tượng này hay không thì bảo là delete cho nó xóa đi. Tiếp tục này, Align này, đen xóa cái đường dọc mà đi. Đến đây là ok đúng không? Finish. Rồi chúng ta xong cái thằng này. Đây cái dầm này không có, ta cũng xóa đi. Yeah. Ok. Rồi, như vậy là xong cái phần dầm. Bây giờ chúng ta sẽ đi vẽ các cái phần sàn còn lại ở đây. Nhận là âm này, chúng ta vào structure này. Floor. Floor structure này. Rồi, nó hỏi xếp mô hình thì xếp lại. Xong ta chọn đến cái sàn âm 250. Đấy, hai offset là âm 250 chúng ta vẽ. Đấy, vẽ các hình chữ nhật ở đây hoặc là dùng pick line này, dùng pick line. Là vẽ hình chữ nhật đi. 1 này, 2 này, 3, 4 hình, 5 này, 6 này, 7, 8, 9, 10, hình thứ 11 này. Đấy, chúng ta cứ vẽ lần lượt và hết thì thôi nha. Ok. Đấy, giờ đến cái phần được bo ngoài này thì mình dùng đường line để vẽ này. 1 2 vẽ các cái đường bo bên ngoài này. Rồi một đường tiếp. Ok. Rồi xong ta finish. Sao nó báo có một vài các cái lỗi do xác định đường bao á, thì nhưng mà vẫn ok, ta kích chọn. Xong ta về xóa cái này đi để 3D xem nha. Đây sơ đồ 3D của chúng ta đây, để kiểm tra xem nào. Được chưa? Đấy, nó đã vẽ ra cái sàn xung quanh của sàn âm của chúng ta đây. Ok chưa? Đấy, và cái mô hình của bạn như thế này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái mô hình phần thân. Đấy, chúng ta còn dựng ra cái phần móng nữa là chúng ta sẽ xong cái mô hình. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.